Các bạn thân mến, hôm nay tôi lại trở lại với các bạn trong chương trình giáo lý hôn nhân. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn chủ đề chữ nhẫn trong đời sống vợ chồng. Các bạn thân mến, khi lập nên mái ấm gia đình, ai mà chẳng muốn cho mái ấm gia đình của mình luôn rộn ràng tiếng cười, phải không các bạn? làm phương trong tác phẩm bạn tango cho em đã tỏ bày niềm ân ngoan khi đưa được nàng về dinh từ ngày có em về nhà mình toàn ánh trăng thề dòng nhạc tình đã tắt lâu tuôn trào ngọt ngào như dòng suối giờ mình có nhau rồi đời đẹp vì tiếng em cười vượt ngàn trùng qua biển khơi dắt dìu cùng về căn nhà mới thì quả thật không có niềm vui lớn lao hơn niềm vui khi trong đời có một đôi vai để tựa nương có một bàn tay để chăm lo cho cuộc đời đang đối diện với nhiều lo toan trong biệt đời đầy gian truân này vâng các bạn thân mến cứ ngỡ cuộc sống gia đình thật đẹp được dệt lên bởi những nụ cười của ngày chưa cưới bởi những lời nói yêu đương khi còn hẹn hò thế nhưng thật kỳ lạ khi anh chị thực sự về sống bên nhau rồi bỗng chốc lâu đài tình ái được xây dựng với bao nhiêu thời gian qua những cuộc hẹn hò nay bỗng trở nên ngộp ngạt đến nỗi có người vĩ von hôn nhân là mồ chôn tình yêu hay là hôn nhân là địa ngục trần gian nói như lord byron tình yêu là thiên đàng hôn nhân là địa ngục để rồi có những người tự an ủi mình người ta cưới nhau vì không thể cưỡng lại thế lực tự nhiên dù nhiều người biết rõ mình đang mua một tháng sung sướng bằng cả một đời khổ đau các bạn. Chẳng lẽ hôn nhân lại là kẻ thù của những người yêu nhau? Không phải thế. Hôn nhân rất đẹp. Vâng, các bạn, hôn nhân rất đẹp. Bởi hôn nhân là một định chế do chính Thiên Chúa thiết lập để phản ảnh tình yêu của một vị Thiên Chúa trong sự hiệp thông ba ngôi chính nhờ tình yêu này mà thiên chúa đã tạo dựng nên muôn loài thụ tạo và cuối cùng tạo nên con người như giáo huấn giáo hội đã minh địch thiên chúa đấng đã tạo dựng con người vì tình yêu cũng đã kêu gọi đến tình yêu đó là ơn gọi nền tảng và bẩm sinh của mọi nhân vị thật vậy con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống như thiên chúa đấng chính là tình yêu vì thiên chúa đã dựng họ có nam có nữ nên tình yêu hỗ tương của họ là một hình ảnh của tình yêu tuyệt đối và bất diệt thiên chúa dành để yêu thương con người dưới mắt đấng tạo hóa tình yêu là tốt là rất tốt. Đức Thánh Cha Francisco trong Tông huấn Amoris Laetitia niềm vui của tình yêu đã một lần nữa nhấn mạnh rằng hôn nhân là một dấu chỉ quý giá. Vì khi một người nam và một người nữ cử hành bí tích hôn phối thì có thể nói Thiên Chúa được phạm chiếu nơi họ và ngài ghi khắc trong lòng họ những nét phát thạo đặc thù và dấu ấn tình yêu không thể xóa nhà của ngoài hôn nhân là hình ảnh của tình yêu thiên chúa dành cho chúng ta Ngay thiên chúa thật vậy cũng là hiệp thông ba ngôi vị chúa cha chúa con và chúa thánh thần hàng sống từ muôn thuở cho đến muôn đời trong sự hiệp nhất hoàn hảo. Và đây chính là mầu nhiệm hôn nhân. Thiên Chúa làm cho hai vợ chồng trở thành một cuộc đời duy nhất. Các bạn thân mến, hôn nhân rất đẹp. Vâng, hôn nhân đẹp như thế, cao trọng như thế. Nhưng tại sao con số ly dị giữa các vợ chồng trẻ ngày càng tăng cao. Qua nghiên cứu trục, trực tiếp các hồ sơ ly hôn thì thấy nguyên nhân phần lớn và sâu xa dẫn tới tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng, đặc biệt với các cặp vợ chồng trẻ là do họ thiếu kỹ năng sống. Họ bước vào cuộc sống hôn nhân khi tuổi đời còn quá trẻ chưa có một sự chuẩn bị kỹ càng về tâm lý, về kinh tế, về sức khỏe và những hiểu biết cần thiết cho cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, họ quá đề cao cái tôi của bản thân, ít quan tâm đến bạn đời. Khiến phần lớn các cặp vợ chồng trẻ này sinh mâu thuẫn ngay từ những tháng đầu, năm đầu của cuộc sống hôn nhân một trong những đức tính họ thiếu để xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc và bền vững chính là thưa các bạn họ thiếu chữ nhận. quả thật một trong những nghi thức diễn nghĩa của việc kết hôn không thể thiếu được khi cử hành hôn lễ chính là sọ nhẫn cho nhau Chiếc nhẫn được trao cho nhau tại buổi cử hành hôn lễ không chỉ là một dấu chỉ thuộc về nhau, nhưng nó còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn nhiều. Đó là đôi vợ chồng trao cho nhau chữ nhẫn để cùng xây đắp mái ấm gia đình hầu có thể đạt tới sự vững bền. Nhưng tiếc quá, thưa các bạn, trong một thời đại mà người ta quá đề cao cái tôi ích kỷ thì chữ nhẫn cũng bị lãng quên trong mối tương giao vợ chồng. Và đó chính là nguyên cớ đưa tới bao nhiêu cuộc gãy đổ trong tình yêu hôn nhân. Ngày hôm đó là tiệc mừng thọ 70 tuổi của bà Mai và cũng là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của hai ông bà. Ngoài con cháu vây quanh chúc mừng Thì còn có cả những người hàng xóm gần xa Dù tuổi bà Mai đã cao Nhưng cơ thể rất rắn rỏi tai thính mắt tinh minh mẫn Nhờ nhớ được tên của từng người một Sau khi cắt bánh kem cùng với những lời chúc mừng của mọi người Ông hôn lên gò má của bà một nụ hôn đầy tình cảm yêu đương để niềm vui của ngày hôm đó lên cao trào Lúc này có người giơ tay hỏi rằng Bà ơi, hôn nhân của ông bà đã 50 năm rồi Vẫn như thuở ban đầu Không biết bí quyết giữ gìn hạnh phúc của ông bà là gì vậy? Bạn Mai suy nghĩ rồi nói Chính là nhận câu trả lời này khiến ai nấy đều bất ngờ và thắc mắc vậy nhẫn đó là gì theo tiếng hán chữ nhẫn là kiên nhẫn nhẫn nhịn nhẫn nại thậm chí nhẫn nhục nhẫn trong chữ hán được ghép bởi hai chữ đao ở trên và chữ tâm ở dưới Đau đâm vào tim mà vẫn sống là nhờ biết tự kiềm chế, biết nhẫn nhịn. Tuy nhiên đừng nên hiểu một cách tiêu cực là phải gồng mình cam chịu ôm nhục là luồn cúi để đạt được mục đích. Không, thưa các bạn, chữ nhẫn không phải thế. Mình phải hiểu chữ nhẫn ở trong đời sống hôn nhân trong một chiều kích, chiều kích rất tích cực. Đó là nhẫn là dùng trí tuệ để thấy đúng lẽ thật trong các cuộc xung đột không quan tâm tới việc hơn thua với người ta và không cố chấp phiền hận người chơi minh nếu đúng thì nhận nếu không phải thì xá bỏ cho chứ nhẫn ngoài sự chịu đựng điềm tĩnh còn cần phải có một sự tha thứ quảng đại Nhận là độ lượng Là khoan dung Nhận đúng bản chất Mà kiên tâm nhẫn lại, Nhận chính là thể hiện bản lĩnh của con người Chữ nhẫn có một ý nghĩa Một vị trí rất quan trọng Trong nếp sống của người Việt Thưa các bạn một gia đình có êm ấm hòa thuận hay không phần lớn là do sự nhẫn nhịn quyết định cái gốc trăm nết nết nhẫn nhịn là cao cha con nhẫn nhịn nhau vẹn tròn đạo lý vợ chồng nhẫn nhịn nhau con cái khỏi bơ vơ anh em nhẫn nhịn nhau trong nhà thường êm ấm bạn bè nhẫn nhịn nhau Tình nghĩa chẳng phai mờ Thưa các bạn Đức Kỳ Tô cũng dạy các môn đệ Nếu muốn hoàn thiện Cũng phải thực hành chữ nhận Thầy bảo cho các con Những người đang nghe thầy đây Các con hãy yêu kẻ thù Hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình Hãy chúc phúc cho những kẻ nguyên rụa mình Hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình Và ai vạ má bên này Thì đưa cả má bên kia Ai lột áo ngoài của con Thì con cũng đừng cạn nó lấy áo trong Ai xin thì con hãy cho Và ai lấy gì của con Thì đừng đòi lại Chứ nhẫn trong giáo huấn của Chúa Kitô Không chỉ là nhẫn nhịn Nhưng còn phải thể hiện qua hành động một cách tích cực qua việc tha thứ và là không tranh giành hơn thua trong các cuộc tranh chấp. Nhẫn như thế, người tín hữu sẽ đạt tới sự toàn thiện như cha trên trời bởi thực hành chứ nhẫn như thế chính là thể hiện một tình yêu cao độ. Và thưa các bạn, đó cũng là một điều được đòi hỏi trong đời sống vợ chồng. Muốn sống có hạnh phúc ư? thưa các bạn cần phải thực hiện chữ nhật từ ngàn đời cha ông chúng ta đã dạy chồng giận thì vợ bớt lời cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê đây là khuôn vàng thước ngọc để kiến tạo hạnh phúc gia đình trong đời sống hôn nhân vợ chồng bất hòa lời qua tiếng lại giận hơn là chuyện bình thường xảy ra trong cuộc sống nguyên nhân đến từ sự kết hợp giữa hai con người giữa hai khối óc và giữa hai trái tim nếu có những đồng cảm thì cũng có những bất đồng nếu có những điều hiểu nhau thì cũng có những lúc vợ chồng hiểu lầm lẫn nhau nhưng câu hỏi mà rất ít người muốn nghĩ tới mỗi khi có chuyện xảy ra đưa đến tranh cãi đó là thắng hay thua ta được gì trong khi đã là vợ là chồng của nhau. Vì thế, các bạn thân mến, muốn cho hôn nhân các bạn sau này được bền lâu, không gì hơn các bạn hãy học cho được chữ nhẫn trong cuộc đời của các bạn bởi chữ nhẫn là chữ tương vàng ai mà nhẫn được thì càng sống lâu học chữ đó ở đâu các bạn biết không hãy học nơi ngôi trường jesus bởi như chính chúa jesus đã nói các con hãy đến và hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng vâng thưa các bạn hãy đến cùng giê xu để học nơi ngài chữ nhẫn và chắc chắn các bạn sẽ tìm thấy được một phương thế tuyệt hảo giúp các bạn thành công trong đời sống lứa đổi các bạn thân mến các bạn đang khao khát một mái ấm gia đình để cho gia đình các bạn thực sự là mái ấm ngay từ bây giờ các bạn hãy học cho được chữ nhẫn trong cuộc sống của các bạn xin được kết thúc buổi chia sẻ hôm nay